tử vi tuần mới từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe tuần mới này của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn. 1. Tử vi cung Bạch Dương từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 nói rằng tuần này Bạch Dương tập trung cao độ. Có thể ham muốn quá nhiều nhưng lại không hành động thực tế nên có thể cảm thấy hơi bực bội. Những gì đang diễn ra cho thấy nhu cầu tình cảm của Bạch Dương độc thân có vẻ hơi viển vông những cặp đôi thời gian này dễ xảy ra cãi vã thậm chí bạn không được lòng người nhà họ nên bắt đầu tự đặt câu hỏi về mối quan hệ này dù đã rất nỗ lực nhưng xem ra tuần này không thực sự hiệu quả như bạn mong muốn kết quả vẫn chỉ ở mức vừa phải và trung bình mà thôi trong quá trình tìm việc bạch dương cần phải thực tế hơn với năng lực của mình đừng mơ lương cao trong khi bạn đang còn non kinh nghiệm vận trình tài lộc khởi sắc, bạn có thể nhận được những món quà từ bạn bè, người thân của mình. Hai, tử vi cung kim ngưu từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 dự báo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy kim nghiêu khá ổn định, bạn cũng có khả năng thích ứng. Nhất là khi bạn sẽ gặp phải một số tình huống bất ngờ, đòi hỏi bạn phải phản ứng nhanh chóng. Vận trình tình duyên của cung hoàng đạo này độc thân trong tuần tới nhìn chung tốt hơn. Bạn có thể tìm được người cùng chí hướng, cố gắng xích lại gần nhau hơn. Người có đôi đang có cảm giác lạc lõng, bạn có mong muốn được nửa kia hỗ trợ và quan tâm nhiều hơn. May mắn là yêu cầu của bạn lúc này được đáp ứng. Trong công việc, Kim Ngưu sẽ gặp được những cơ hội phát triển tốt và nhiều người được yêu mến vì rất hòa thuận với đồng nghiệp, tôn trọng cấp trên. Kim Ngưu trong quá trình tìm việc hoàn toàn có thể thể hiện tài hùng biện và khả năng thích ứng của mình. Vận trình tài lộc của chòm sao này trong tuần nhìn chung là tốt, sẽ có cơ hội đầu cơ. Bạn có thể kiếm được một khoản nho nhỏ 3. Tử vi cung song tử từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 song tử hãy cố gắng kiềm chế trong những việc mình làm, đừng tỏ ra quá mạnh mẽ, quan trọng hơn là phải hòa hợp với người khác. Vận trình tình cảm của bạn đang rất rực rỡ, đào hoa ghé thăm và nhiều người ngỏ ý khiến bạn cảm thấy phân vân vô cùng những cặp đôi thời gian này có thể tăng cường hơn nữa mối quan hệ thông qua một số buổi tụ tập bạn bè sự tương tác với những người khác giúp hai người có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn vận trình công việc của song tử trong tuần khá tốt bạn dễ có được thành tích cao nhiều người ngưỡng mộ những ai đang trong quá trình tìm việc cũng cần học một số phương pháp để cải thiện năng lực và sự thể hiện của mình trong các nhiệm vụ Vận trình tài lộc của cung hoàng đạo này rất tốt, bạn dễ dàng tạo ra bước đột phá về tài vận. Người nào làm ăn hứa hẹn sẽ có nhiều lộc, việc buôn bán dễ dàng hơn. 4 tử vi cung cự giải từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 bói tử vi trực tuyến cho thấy trong tuần này, cự giải trong tuần mới nên nhanh nhạy hơn để nắm bắt một số cơ hội tốt đang ở phía trước. Bạn cần suy nghĩ kỹ xem nên ưu tiên chọn lựa điều gì nhé. Vận trình tình cảm không có nhiều khởi sắc, có vẻ như tròm sao này còn đang độc thân khó thu hút người khác giới quan tâm đến mình những cặp đôi nên cố gắng khai thác những điểm chung để cả hai cùng được trải nghiệm chia sẻ nhiều hơn nữa vận trình công việc của những cự giải đang đi làm trong tuần nhìn chung khá tốt bạn cần tận dụng tốt cơ hội thăng tiến có thể xuất hiện trong tuần cự giải trong quá trình tìm việc có thể dễ dàng gặp được quý nhân nơi công sở nhanh chóng được nhận làm và được trọng dụng tài lộc nhìn chung ở mức chấp nhận được Tuy nhiên, lời khuyên là cung hoàng đạo này không nên tham lợi vặt, kẻo bị lừa gạt. Năm, tử vi cung sư tử từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 tuần này, sư tử nên cố gắng giữ sự điềm tĩnh bạn cần rèn luyện thái độ tốt để ứng phó với một số sự cố xảy ra sư tử độc thân lúc này khá cởi mở bạn dễ có chút thiện cảm với người khác giới xung quanh mình nhưng chòm sau này cần từ từ tìm hiểu tâm tư của đối phương đã nhé sư tử có đôi rất hiểu và thông cảm cho những tính cách của người ấy cả hai sẽ âm thầm vun đắp tình cảm thêm phần thăng hoa công việc của chòm sao này đang khá suôn sẻ tuần này bạn sẽ nhận được những đánh giá ghi nhận khá tốt từ khách hàng những ai đang trong quá trình tìm việc phải học cách đối mặt với những thách thức của cuộc phỏng vấn một cách tự tin hơn tình hình tài lộc của bạn đang được cải thiện bạn sẽ tỏ ra trưởng thành và tinh tế hơn trong việc kiểm soát tâm lý đầu tư vì vậy bạn sẽ thu được nhiều lợi hơn 6. Tử vi cung Sử nữ từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 bước sang tuần mới, Sử nữ nên đề cao sự phối hợp, bạn cần tìm thêm nguồn lực hoặc sự trợ giúp để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Sử nữ độc thân có vận may trong tình yêu tốt hơn nhưng bạn dường như chưa sẵn sàng đầu tư vào một mối quan hệ mới ngay lập tức người có đôi càng cảm thấy trân trọng đối phương khi người ấy có thể chịu đựng được tình nóng này của chòm sao này. Công việc của chòm sao này trong tuần nhìn chung khá tốt. Mỗi khi gặp khó khăn nên chủ động yêu cầu giúp đỡ, có thể bạn cần nhận được sự hỗ trợ của cấp trên. Nhiều người đang tìm việc sẽ ngừng lại và có nhiều khả năng bắt đầu kế hoạch kinh doanh của riêng mình. Vận trình tài lộc của xử nữ nhìn chung ổn định. Bạn có thể nhận được thu nhập tương đối lý tưởng, nhiều người nhờ tích lũy mà giàu có. 7. Tử vi cung thiên bình từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 tử vi 12 tròm sao cho thấy trong tuần này, thiên bình có thể suy nghĩ sáng tạo về các công việc trước mắt vận may của bạn có thể sẽ thay đổi khi bạn ý thức rõ việc mình đang làm đào hoa ghé thăm nếu bạn còn đang độc thân sẽ gặp được một vài người bạn khác giới mới thông qua sự giới thiệu của người thân bạn bè người có đôi sẽ có một số liên hệ sâu sắc với nhau trong tuần này và thái độ của hai người dành cho nhau sẽ chân thành hơn vận trình công việc của chòm sao này đang rất tốt bạn có thể chủ động giải quyết các vấn đề trong công việc một cách dễ dàng ai đang trong quá trình tìm việc cần nhiều cơ hội hơn để rèn luyện và thử sức và bạn cần duy trì tâm lý tìm việc thật tốt vận trình tài chính của thiên bình khá tốt mặc dù thu nhập có hạn nhưng gia đình và bạn bè sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho bạn 8. Từ vi cung Bảo Cạp, từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 tuần này, Bảo Cạp có được sự tự tin, hứa hẹn bạn sẽ có những kế hoạch và kỳ vọng tốt cho cuộc sống của mình trong thời gian này. Vận trình tình cảm của Bảo Cạp sẽ khá tốt, nhưng ai độc thân sẽ có vận đào hoa rực rỡ, bạn cũng rất tự tin về mối quan hệ mới của mình những tương tác giữa hai người đã giúp bạn có thể hiểu nhau hơn và mối quan hệ của bạn lúc này cũng đã được cải thiện vận trình công việc nhìn chung sẽ ổn định cung hoàng đạo này có thể hành động theo ý muốn của mình thế nhưng vẫn luôn đề cao cảnh giác và thận trọng nhé ai đang trong quá trình tìm việc sẽ sớm tìm được công việc phù hợp mọi thứ đều theo kế hoạch giúp bạn cảm thấy tự tin hơn Tài lộc của bạn tuần này nhìn chung sẽ khá tốt. Trong sau này có thể kiếm được chút lợi nhuận và các khoản nợ trước đó cũng có thể lần lượt được loại bỏ. 9 Tử vi cung nhân mã từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 xem tử vi phương Tây cho biết nhân mã tuần này khá sôi động và có phần hướng ngoại, ít có thời gian cho bản thân vào thời điểm bận rộn như thế này. Đào hoa ghé thăm nên xung quanh những nhân mã độc thân vây quanh rất nhiều người hâm mộ nhưng dường như bạn có vẻ vẫn còn do dự. Những cặp đôi thời gian này có quan điểm khác nhau về một số công việc hàng ngày đôi bên cần duy trì giao tiếp lành mạnh vận trình công việc của cung hoàng đạo này nhìn chung sẽ tốt hơn trong thời gian này và lời khuyên là bạn nên có thái độ làm việc nghiêm túc chỉn chu và có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong sau này trong quá trình tìm việc cần một số hướng dẫn phỏng vấn để trở nên chuyên nghiệp hơn khi đó bạn mới dễ nhận được công việc như ý vận trình tài lộc của bạn khá tốt bạn nên có thái độ thận trọng và kiên định có thể thu được nhiều lợi nhuận tốt hơn. 10. Tử Vi cung Ma Kết từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 Tử Vi tuần mới nói rằng Ma Kết quan tâm nhiều nhất trong tuần này là lòng tin bạn cần thiết lập không gian an toàn hơn để có thể cảm thấy tự do thoải mái về mặt tình cảm nếu bạn còn đang độc thân vẫn có thái độ hoài nghi đối với mối quan hệ của mình khó chấp nhận một mối quan hệ mới vào thời điểm này những cặp đôi lúc này có mối quan hệ tương đối tốt nhưng họ vẫn cần hiểu nhau nhiều hơn thông qua việc lắng nghe tìm hiểu mong muốn của nhau trong mặt công việc của market nhìn chung khá tốt bạn sẽ có nhiều cố gắng mới hơn và sẽ thu được kết quả tốt. Mà kết trong quá trình tìm việc có thể dễ dàng hiểu được một số nhu cầu của công ty. Nhờ thế mà bạn dễ dàng ghi dấu ấn đặc biệt với nhà tuyển dụng. Vận trình tài lộc của Ma Kết khá tốt, mọi thứ đang có biểu hiện khá tích cực. Tuy nhiên bạn sẽ không có cơ hội để làm giàu nhanh hay lướt sóng đâu nhé. 11. Tử vi cung Bảo Bình từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 tử vi hàng tuần của 12 cung hoàng đạo chỉ ra rằng trong tuần này, Bảo Bình mang đến sự tự do, thoải mái. Bạn không phải cố gắng ngụy trang những suy nghĩ trong lòng mà có thể thoải mái thể hiện cảm xúc. Vận trình tình cảm của bạn rất rực rỡ, nếu bạn muốn yêu thương thì đừng chần chừ nữa hãy bật đèn xanh để người ta có cơ hội tiếp cận với bạn chứ những cặp đôi lúc này rất hài lòng với tình trạng mối quan hệ ổn định hiện tại hai người rất biết cách tạo niềm vui nho nhỏ trong đời sống tình cảm công việc của chòm sao này trong tuần khá tốt bạn sẽ phân biệt được rõ ràng trọng tâm nhờ thế mà có thể sắp xếp công việc rất ngăn nắp những ai đang đi tìm việc nên kiên nhẫn để có thể tiếp tục mở rộng hơn nữa mạng lưới của mình vận trình tài lộc của chòm sao này trong tuần nhìn chung khá tốt bạn sẽ nhận được một số cơ hội mới về tài lộc có đối tác mời bạn tham gia hợp tác thì nên dành thời gian để cân nhắc cơ hội này 12. Tử vi cung song ngư từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2024 song ngư nên đề cao cảnh giác. Hãy cố gắng suy nghĩ cẩn thận hơn khi giải quyết vấn đề thì sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Về mặt tình cảm, bạn độc thân có thể sẽ quan tâm quá nhiều đến suy nghĩ của bản thân mà bỏ lỡ một nhân duyên tốt lành đang đến với mình. Những cặp đôi lúc này sẽ không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình hai người dễ xảy ra tranh cãi hiểu lầm về mặt công việc của bạn nhìn chung khá tốt bạn đã cố gắng hơn trong công việc nhưng nên tránh hành vi liều lĩnh ai đang đi tìm việc nên suy nghĩ kỹ về một số vị trí có điều kiện quá tốt đang đến với mình đừng kiêu căng kén chọn quá vận trình tài lộc của chòm sao này có phần giảm sút đôi chút bạn hãy cố gắng kiểm soát mức độ chi tiêu của mình